cái sách của chúng ta này. Mình đang ở sách tập 1 đúng không? Mọi người. Yes, ok. Rồi ha. Cô xem nào. Mình đã học tới unit bao nhiêu rồi nhỉ? Cô xem nào. Cô sẽ xem sách này. Một bản nào, một bản nói cho cô là mình đã học tới bài nào nào. Yes. Unit 5. Lesson 1. Ok. Rồi, bài tập về nhà tuần trước mà cô Trân đã giao cho các bạn đã làm chưa? Tuần trước tôi không học. Ok. Cái này lát nữa mình sẽ check sau nha. Bây giờ mình sẽ học nha. Rồi. Rồi các bạn có thấy cái màn hình sách của cô không? Có. Yes. Ok. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta học chính là Where will you be this weekend? Okay, where will you be this weekend? Now let's start. Lesson one. Activity number one. Look, listen and repeat. Okay, now let's start. Bây giờ mình nhìn vào các bức tranh ở đây và mình có thể thấy là các cái đoạn hội thoại này. Bây giờ mình sẽ nghe audio, sau đó thì mình cùng nhau luyện tập và đọc nha. Rồi bây giờ cô xem thử. A. What will you do this weekend? Các bạn có nghe được cái audio không? Có. Okay. Okay. Thank you. I think. A. What will you do this weekend? I think my family and I will go for a picnic. Great. That will be a lot of fun. B. What about you, Tony? Where will you be on Saturday? I think I'll be in the mountains. C. What about you, Fong? Where will you be? I'll be at home. D. At home? Why? Because I have to study. Yes. Okay. Chủ đề của ngày hôm nay chính là bạn sẽ ở đâu vào ngày cuối tuần, đúng không? Yes. Rồi bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa nha. A. What will you do this weekend? I think my family and I will go for a picnic. Great. That will be a lot of fun. B. What about you, Tony? Where will you be on Saturday? I think I'll be in the mountains. C. What about you, Fong? Where will you be? I'll be at home. D. At home? Why? Because I have to study. Ok, các bạn ơi, các bạn cho câu hỏi là mình có cái âm thanh á. Ở phía bên cô có bị ồn không? Không ạ. Okay. Không ạ. Không. Cô sợ nó bị ồn ấy. Rồi. Bây giờ một bạn đọc bài cho cô nào. Bạn nào xung phong đọc bài cho cô nào. Yes. Cô mời Minh Châu nào. Ở Minh Châu và Quỳnh Anh ơi, mình bật cam lên cho cô nha. Minh Đức nữa này. Rồi. Minh Châu và Quỳnh Anh, mình bật cam cho cô nào. Rồi. Em đã có đợi ăn thì bởi vì camera của em bị trục trặc. Rồi, ok, không sao. Được rồi, bây giờ Minh Châu đọc bài nha.
Vâng, cô lùi lại một ít đi. Rồi, bây giờ mình thấy chưa? Vâng. Hey, what will you do this weekend? I think my family and I will go for a picnic. Great. That will be a lot of fun. B. What about you, Tony? Where will you be on Saturday? I think I'd be in the mountains. C. What about you, Fong? Where will you be? I be at home. At home? Why? Because I have to study. Okay, thank you. Có rất là gọi là tuyên dương bạn Minh Châu đã có tinh thần xung phong. Rồi ở đây mặc dù thì bài phát âm có một số từ vẫn còn bị sai. Không sao, mình sẽ sửa nha. Rồi trước khi cô mời bạn Minh Đức tiếp theo thì cô sẽ đọc bài qua nha. What will you do this weekend? I think my family and I will go for a picnic. Great, that will be a lot of fun. What about you, Tony? Where will you be on Saturday? I think I'll be in the mountains. C. What about you, Fong? Where will you be? I'll be at home. At home? Why? Because I have to study. Okay. Bạn Minh Châu hồi nãy có sai ở cái từ study. Because I have to study. 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 Nha. Minh Châu. Rồi, tiếp theo nào, mời Minh Đức nào. Indora, what will you do this weekend? I think my family and I will go for a picnic. Great, that will be a lot of fun. What about you, Tony? Where will you be on Saturday? I think I'd be in the mountain. What about you, Tom? Where will you be? I'd be at home. At home? Why? Because I have to study. Yes. Okay. Now, Minh Đức nào, mình cùng các bạn khác chú ý cho cô này. Cái từ này nha, mình sẽ đọc là I'll be at home. I'll be at home. I'll be at home. I'll nha. Cái từ I will. Nó là hai cái chữ L này nó là viết tắt nha. Thì mình sẽ đọc là I'll be at home. Ok. Rồi các bạn khác sửa cho cô nha. Rồi, thank you. Cô mời bạn Khánh Nam, bạn Nam Khánh nào. Con thưa cô là hey, what will do you this weekend? I think my family and will go for a picnic. Great, that will be a lot of fun. What about you, Tony? Where will you be on Saturday? I think I'll be in the mountain. What about you, Fong? Where will you be? I'll be at home. At home? Why? Because I have to study. 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 Yes. Okay, thank you. Very good. Tiếp theo, bạn tiếp theo nào? Xung phong tiếp nào? Bạn nào xung phong tiếp nào? Ok. Rồi ha. Cô mời Quỳnh Anh nào. Con xin cô cho con đọc bài. What will you
do what thing. I see my family and I will go for a picnic. What? No, red. Let's start with. That will be a lot of fun. Will be a lot of fun. What about you, Tony? Where we on? Where will you be on Saturday? Here on Saturday. I think I'll be in the mountain. What about you, Tom? Where will you be? I'll be at home. At home? Why? Why? Because I have to. I have to. Từ này phát âm như thế nào nhỉ? Study. Yeah, study. Nào, Quỳnh Anh phát âm lại cho cô cái từ này nào. Study. Ok, rồi cho con một chút nào. Rồi ha, cô sẽ sau cho các bạn kể á. Những cái từ này là các bạn trong quá trình nãy giờ các bạn đọc ấy, cô thấy là mắc lỗi rất là nhiều. À, các bạn đã thấy màn hình của cô chưa? Thấy cái từ điển này chưa? Ok, đây nha. Bạn thấy này, ở đây họ mình nhìn vào phiên âm nha. Cái từ này nhìn vào phiên âm ở đây này. Mình có thể thấy là study. Study nha. Study. 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 Nha, yeah, ok. Rồi, từ tiếp theo nào. Weekend, weekend. Ok. Được rồi. Từ này nó phát âm là weekend. 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 Có âm đờ phía sau ấy. Weekend. Weekend. Nhá, đấy. Ok, rồi. Còn từ này nó là rồi. Đấy. Mình chú ý cho cô cái từ study, cái từ cuối cùng ấy. Các bạn có thấy là mình phát âm được sai cái đó. Rồi, bây giờ mình tiếp tục nào. Tiếp theo cô mời bạn Hải nào. Bạn Hải nha. Cho cô một chút, cô sẽ share cái màn hình lại. Rồi, Hải ơi, mình đọc cho cô nào. Hải ơi,
Bạn Nguyễn Hải nào, có phải không? Dạ. Rồi mình đọc bài cho cô nào. What will you do in good case? Tiếp nào. I change my family and I will go for a picnic. Ok, nào, mình đọc lại cho cô câu này nào. Great. That will be a lot of fun. That will be a lot of fun. That will be a lot of fun. Yes. Tiếp nào. Dạ. What about you, Tony? Where will you be on Saturday? I think I'll be in my mountains. No, I think I'll be in the mountains. I'll be in the mountains. 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 Okay. Rồi cái mountain. Rồi, các nhớ cô nói sao tiếp nào. Vâng. What about you, Phong? Mày ơi, mình đọc lớn lên nào. Loudly. Đọc lớn lên. What about you, Phong? Will you be at home? At home, the school and have to study. Oh, okay. Rồi. Bây giờ mình sẽ sửa nha. Ở đây mình khá là nhiều từ mình đọc sai đấy. Rồi ha. Bây giờ đọc cho cô câu này nào. Where will you be? Bạn Hải nào. Where will you be? Okay, I'll be at home. I'll be at home. No, I'll be at home. I'll be at home. 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 Okay. Đọc cho cô cái từ này. Mình thấy cái con trỏ của cô đúng không? Từ này mình sẽ đọc là gì? No, it's wrong. Is wrong. Mình sẽ đọc cái này là why. Why. Nhớ nha. Why. Tại sao ấy. Why. Ok. Why. Rồi. Từ tiếp theo nào. Từ này. Mình sẽ đọc nó như thế nào nhỉ? Hải ơi, mình chưa có bật mic thì phải. Dạ, yêu cầu về school. Nào, từ này đọc như thế nào đây? Dạ. Cái từ này này. Because. Nào, because. Because. Yes, because. Rồi, cái từ cuối cùng cô vừa mới sau cho chúng ta là cái cách đọc ấy, cái phiên âm ấy. Mình sẽ đọc như thế nào cho đúng nhỉ? Từ cuối cùng này. Đọc gì đây nhỉ? Hải nhỉ? Mình sẽ đọc như thế nào đây nhỉ? Dạ. Em cô. Let's go. Because I have to study. 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 Yes. Cái chữ U này, letter này này, mình sẽ đọc là âm á nha. Nó hơi ngả á một chút này. À, study. Cái phiên âm ở trong IPA là nó có cái dấu mú ấy. Cái hình cái nón này, cái dấu mú hình tam giác ấy. Nha.
study. Rồi nhớ nha. Tiếp theo là bạn tiếp theo nào. Quốc Cường nào, Quốc Cường đọc bài cho cô nào. What will you do this weekend? I bring my family and I will go for a picnic. What about you, Tony? Why you be on Saturday? Korea, that we be a lot of fun. What about you, Fong? Why you be? I be at home because at home we why? Because I have to Saturday. Saturday where? Quốc Cường ơi, Saturday ở đâu? Cái câu cuối cùng ấy, Saturday ở đâu đây? Study. Đúng rồi, study. Study, rồi nha. Bây giờ nào, phát âm lại cho cô cái từ này. Đây, mình nhìn vào con trò của cô ở đây. Mình sẽ đọc là gì? Cường ơi. Nhanh. Đọc là gì nào? Cường trả lời cho cô nào. Will. Thế hồi nãy là cô nghe nha. Cô nghe được là bạn Cường phát âm là where nha. Có where hay là why gì đấy ấy. Nha. Sai nha. Rồi. Bây giờ đọc lại cho cô cái câu cuối dưới câu này nào. What about you, Fong? Where will you... Nào. Be. Đúng rồi. Where will you be? Ok. Rồi ha. Ok. Rồi. Về cơ bản là ổn nha. Mình đọc chậm làm chút để chỉnh cái từ cho nó phát âm chuẩn hơn nha. Rồi. Tiếp theo nào bạn. Cuối cùng. Bạn Hạnh nào. Bây giờ em đọc bài. What will you do this weekend? I think my family and I. Tiếp nào, Hạnh ơi, mình đọc tiếp đi. I will go for a picnic. Picnic. Rồi, tiếp nào. Jack. Will. Nhớ nào, nhớ. Đúng rồi. We will be a lot of fun. Đúng rồi, phẳng. What about you, Julie? Where will you be on Saturday? I think I'll be in the mountain. What about you, from where? Where will you be? I'll be at home. At home with why? Cái từ ấy phát âm là why? Why? Because I have to student. No. Sửa lại cho cô nào. Because I
have to student. No, no, it's wrong. Study. Study. Nhớ nha. Because I have to study. Because I have to study. Rồi cái từ này này mình phát âm là I have. Have. Cái âm vơ ấy. Have. Nào. I. Đây cô sẽ dừng chia sẻ một chút nha. Rồi các bạn nhìn thấy cô này. I have. I have. I have. Đúng rồi. I have. Chứ không phải là I have. Nha. I have. I have to study. I have. Ok. Rồi tiếp theo. Ở đây có một cái từ mới. Chia sẻ là nắm chuyện leader nhỉ? Không sao. Có cái từ này này. Mình chờ một chút nào, nó lát hơi chậm đấy. No, no. Rồi ha, cái từ này này, mountain. Rồi, mình thấy được chưa này? Đây, cái ngọn núi ấy, cái mountain. Yes. Mountain là ngọn núi. Nha. Mountain. 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 Các bạn nhìn vào đây một chút này, nhìn vào cái phiên âm. Mountain, 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 ok, mountain. Rồi, nhớ nha, lát nữa không được phát âm sai đâu. Ok, rồi. Tiếp tục bài học nào. Bây giờ mình nghe lại audio một lần nữa và các bạn nhầm. Và làm lại phát âm nha. Mình phát âm khi mà mình cắt mic ấy nhá. Và là starting, mình sẽ đọc theo audio nha. Ok, rồi ha, bây giờ mình sẽ chuyển qua hoạt động tiếp theo. Response to activity number 2. Okay. Các bạn thấy cái mảng bên cô có chậm không? Cô nói các bạn có bị gọi là thấy không? Everyone, can you hear me? Cô nghe cô nói mà cô. Cô sợ là cái mảng nó bị lag ấy. Rồi, nào bây giờ hoạt động số 2 nào. Các bạn hãy nhìn vào những bức tranh và các cụm từ này, các cái cụm từ này nhá. Sau đó các bạn hãy nối cho cô nào. Nối những cụm từ này phù hợp với những bức tranh ở đây. Rồi, cô đã nhìn thấy những cánh tay ở đây. Rồi, cô mời bạn Hạnh nào. Nối một bức tranh nhá, mỗi bạn một bức tranh thôi. Em thưa cô là em tên Huyền chứ không phải tên Hạnh ạ. À, Khánh Huyền đúng không? Vâng ạ. Ok, I'm sorry. Rồi, không sao. Tại em có thấy cái tên cô ở đây. Bức tranh thứ nhất là In the countryside.
In the countryside. Yes, in the countryside. Okay, thank you. Rồi, mời bạn khác nào. Khánh Nam nào. À, bạn Nam Khánh, sorry. Con là cô bức tranh thứ hai, con nối với từ by the sea. By the sea, okay. No? By the sea? By the beach. Rồi ha, thank you. Bạn tiếp theo nào. Minh Châu. Chúng ta có bức tranh thứ ba em là at the school. At school. Yes. And last one chính là by the sea. Okay. Và đầu tiên nào, ví dụ ở đây mình sẽ có cấu trúc hỏi mình sẽ đi đâu, ở đâu vào cuối tuần thì có câu hỏi như sau. Where will you be this weekend? Và câu trả lời sẽ là I think I'll be. Tôi nghĩ tôi sẽ ở đi ở hoặc là ở trường này hoặc là gần biển này. Ok. Where will you be this weekend? Nào, ví dụ đầu tiên nào. Mình có thể thấy là câu hỏi như sau. Where will you be this weekend? I think I'll be in the countryside. And và đây là chính là ví dụ này. Rồi, cái bức tranh tiếp theo nào, tương tự nào, bức tranh số 2 nào. Cô sẽ mời hai bạn nha. Tinh thần xung phong ha. Rồi, cô mời Minh Đức nào, Minh Đức và Quốc Cường nào. Một bạn hỏi và một bạn trả lời nào. Bạn nào hỏi nha. Minh Đức hỏi cho cô nào. I think I'll be on the beach. I think. I'll be. I'll be. Yeah. Rồi, đọc lại cho cô nào. Đọc lại cho cô câu này nào. I think I'll be on the beach. I'll. Yeah, I'll là I. I'll. I think I'll be on the beach. Ok, bức tranh tiếp theo, bức tranh số 3. Quỳnh Anh nào, bạn Quỳnh Anh và Minh Châu nào. Quỳnh Anh hỏi cho cô nào. Where will you be to work? I think I'll be at school. Yes. Okay. And last one, bạn cuối cùng nào. Bạn Hải và ai nhỏ? Cho cô xem còn bạn nào nữa. Rồi, bạn Hải và bạn Nam Khánh đi. Rồi. Nam Khánh trả lời cho cô nào. Cô ơi con nghe thấy tiếng bạn nói nhỏ lắm. Ừ, đúng rồi. Hải ơi, mình có thể đem cái mic ấy, cái mic hoặc là cái loa ấy, mình cho nó lớn lên cho cô nào. Sau đó đọc cho cô nào. This weekend. I think I'll be by the sea. Yes, good. Rồi. Còn bạn Hạnh nào, Hạnh thực hành với cô nhá. Where will you be? No. Cô sẽ hỏi nhá, Hạnh nhá. Em có tên Hạnh đâu ạ? Sorry, Khánh Huyền.
Cô thấy cái tên ấy, cái tên để ở đấy ấy, cô cứ bị nhầm. Sorry. Rồi ha. Khánh Huyền nào. Where will you be this weekend? I think I'll be right up sea. By, by your sea. Mình làm bức tranh cuối cùng. Ok, good. Rồi, bây giờ các bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên trong bốn cái hình ảnh này hoặc là ở những hình ảnh khác cũng có thể đấy nha. Hoặc là is a mountain maybe nha. Và câu hỏi và mẫu câu trả lời ở đây mình hãy nhìn vào cái chữ màu đen ấy, cái chữ đen ấy nha. Rồi các bạn thực hành cho cô ngành theo cặp nào. Khánh Huyền và Minh Châu nào, một bạn hỏi bạn trả lời sau đó đổi vị trí cho cô nha. Huyền ơi, chậm lại nào. Mình phát âm từng từ nào. Where will you be this weekend? Ok, rồi. Đọc lại cho cô trọn vẹn câu nào. Where will you be this weekend? Ok. I think I'll be by the sea. Good. Rồi bây giờ mình hỏi lại cho cô nha. Châu ơi, mình hỏi lại bạn nào. Where will you be this weekend? I think I'll be on your bike. Beach. Okay. Thank you. Khánh Huyền ơi, mình cố gắng luyện phát âm, luyện đọc nhiều hơn nha, để cho nó trôi chảy và phát âm chuẩn xác hơn nha. Ok, tiếp theo, cặp tiếp theo. Bạn Nam Khánh và Quỳnh Anh nào. Where will you be this weekend? I think I'll be... Mình chọn một trong bốn nào. At school. Rồi, Quỳnh Anh hỏi lại cho cô nào. Con thưa cô là I think I'll... Rồi. Ok, cô đã ghi nhận được câu trả lời rồi. Bây giờ mình hỏi lại, mình hỏi câu hỏi lại. Nào Quỳnh Anh ơi, câu hỏi ở đây nào. Bây giờ mình hỏi là bạn Nam Khánh nha. Mình có hiểu không? Có hiểu không Quỳnh Anh? Mình có hiểu ý của cô không? Ok, rồi hỏi cho cô nào. Where will you be this weekend? Nam Khánh trả lời nào. Bạn vừa hỏi kìa. Con thấy bạn nói nhầm quá, con không để ý. Ok. Rồi bây giờ mình trả lời cho cô nào. I think I'll be in the countryside. Ok, good. Tiếp theo, cặp tiếp theo nào, bạn Hải nào, Hải và Minh Đức nào. Hải ơi. Ok, rồi. Minh Đức đã nghe rồi câu hỏi chưa? Where will you be this weekend?
No. Đức ơi, mình trả lời mà. Bạn vừa hỏi ấy. I think I'd be like school. Yes. Rồi bây giờ mình hỏi lại cho cô nào. Hỏi lại bạn. Where would you be this weekend? Hải ơi, trả lời nào. Bạn vừa hỏi kìa. Nào, trả lời lại nào. I think that we the sea. I think I'll be by the sea. Nha, phát âm lại đi nha. Mình sửa nào. I think I'll be by the sea. I think I'll be by the sea. By the sea. Cái từ này mình nhớ nha. Cái từ này không bao giờ đọc be đâu. Không có be đâu nha. Nó phải là by. Ok. I think I'll be by the sea. Cái từ này mới là be này. Cái từ này mình mới phát âm là be này. Còn đây là by. I'll be by the sea. Ok. Rồi ha. Tiếp theo nào. Cô sẽ hỏi bạn Quốc Cường nào. Yes. Where will you be this weekend? I think I'll be by the sea. I think I'll be by the sea. Ok. Good. Rồi, sang hoạt động tiếp theo nào. Next class, we move to activity number 3. Ok. Tiếp tục. Activity number 3, let's talk. Ask and answer questions about where you will be this weekend. Ok, rồi, tiếp tục nào, tiếp tục câu hỏi hồi nãy nào. Where will you be this weekend? And I think I'll be. Bây giờ hồi nãy ấy, thì mình cô có để các cái bức tranh, hình ảnh và các cụm từ gợi ý cho các bạn trả lời. Còn bây giờ chỉ có câu hỏi và mấu câu trả lời thôi. Còn các địa điểm thì các bạn sẽ thêm vào nha. Mình sẽ tiếp tục làm cặp nhưng mà không có hỏi lại đâu. Nha, không có hỏi lại nha. Rồi, cặp đầu tiên nào. Quốc Cường và Quỳnh Anh nào. Quốc Cường hỏi cho cô nào. Quỳnh Anh trả lời. Where will you be this weekend? I think I'll be at home. Yes, good. I think I'll be at home. Good, very good. Rồi, tiếp theo. Nam Khánh và Khánh Huyền. Where will you be this weekend? I think I'll be at school. Good. Okay, thank you. Tiếp theo, Minh Châu và Minh Đức nào. Minh Đức hỏi đi. Where would you be the weekend? Minh Châu ơi, mình trả lời cho cô nào. So, can you hear me? Ok. Minh Châu ơi, mình ngồi đấy mình có nghe được không?
Bản Minh Châu. Rồi trả lời cho cô nào. Cô thấy mình mất mic rồi này. Quickly. Chắc là có vấn đề rồi. Ờ. Đấy được chưa? Em cho cô là I think I'll be go camping with yeah. my family. Yeah, very good. Thank you. Good. Tiếp theo nào? Ờ, bạn Hải nào? Bị, Hải và mic của em bị hỏng. Ừ, sao? Cô thấy rồi. Hải yeah. và bạn nào nữa ta? Hết rồi hả? Ok, câu sẽ hỏi. Where will you be this weekend? Home. I think I'll be gì? Mình đọc cái vế sau cùng cho cô nào. I think I'll be at home. Nha. Yeah. I think I'll be at home. Quốc Cường ơi, mình đi đâu đây? Quay trở lại học nghiêm túc cho cô nào. Mình học nghiêm túc nha, không có di chuyển nha. Nếu như mình muốn đi đâu thì mình xin phép nha. Ok. Rồi, mình sẽ bỏ qua hoạt động này vì nãy giờ mình đã thực hành rất là nhiều rồi. Hoạt động tiếp theo nào. Yes. Đây là mình sẽ nghe, listen. Activity number 4, listen and tick. And now, you will listen the audio and tick in the picture had the correct answer. Bây giờ mình sẽ tick vào đáp án, nghe. Và tích vào đáp án chính xác nhất của cô nha. Cái hoạt động chính xác nhất này. Ok, now let's start. Ok, can't you hear? Can't you hear clearly? Everyone. Các bạn có nghe được audio không? Cô vừa mới bật đấy. Nào, cô bật lại nha, xem nào. Rồi, mọi người ơi, có nghe được không? Everyone? No. No? Cô vừa bật đấy. Ok. No. Cô phải share lại nha. Rồi ha. One. Hi, Mai. Where will you be tomorrow? What day is it tomorrow? It's Saturday. Oh, I think I'll be at the seaside. Two. Do you want to go for a picnic next week? Where will it be? It'll be in the mountains. Yes, please. That'll be a lot of fun. Three. Will you be at home next week? Next week? Yes. I don't know. Maybe I'll be in the countryside. Okay. One more time. Mình sẽ nghe làm lần nữa nha. Lần nữa nha. One. Hi, Mai. Where will you be tomorrow? What day is it tomorrow? Mình cần nhìn kỹ và chú ý cho cô là cái địa điểm nha. Địa điểm nha. Không được nhầm là đâu. Tomorrow. It's Saturday. Oh, I think I'll be at the seaside. Two. Do you want to go for a picnic next week? Where will it be? It'll be in the mountains. Yes, please. That'll be a lot of fun. Three.
Will you be at home next week? Next week? Yes. I don't know. Maybe I'll be in the countryside. Ok, rồi cho cô đáp án nào. Everyone, các bạn đã nghe được chưa? Có cần nghe lại một lần nữa không? Nào, có cần nghe lại nữa không nào? Không ạ. Ok, kiss. Rồi, nào, cho cô đáp án nào. Number one. Ok, Nam Khánh nào. Con đã có number one, con chọn picture C. Yeah, see. Okay, thank you. Tiếp theo. Number two. Cúc Cường nào. Chiêu ơi. Chiêu ơi. Yeah. And last one, number three. Minh Châu. In the Columbus three, là em chọn OC ạ. Yeah. See. Yes. Yes. Okay. Are you sure? Everyone. Are you sure? Các bạn đã chắc chắn về đáp án của mình chưa nào? Những bạn trả lời bật mic nói trả lời cho cô nào. Yes. Ba bạn. Yes or no? Yes. Okay. Okay. Rồi. I'll check. Có thể check nha. That's good. Đáp án của Minh Châu bị sai này. Bây giờ cô sẽ bật lại đáp án này và các bạn nghe cho cô nha. 3. Will you be at home next week? Next week? Yes. I don't know. Maybe I'll be in the countryside. Ok. Rồi mình chọn lại đáp án cho cô. B. B. Countryside. Nông thôn ấy. Vùng nông thôn ấy là sẽ là B. Better next time. Ok, đáp án ở đây sẽ là C, A, B. Countryside là một vùng nông thôn nha các bạn. Ok, transcript. Yeah, here. Ok, nào bây giờ mình nhìn vào cái audio script và đọc cho cô nha. Tony, hi my. Where will you be tomorrow? My, what day is tomorrow? Tony, it's Saturday. My, oh, I think I'll be at the seaside. 2. Nam, do you want to go for a picnic next week? Linda, where will it be? Nam, it'll be in the mountains. Linda, yes, please. That'll be a lot of fun. 3. Linda, will you be at home next week? From next week? Linda, yes. From, I don't know. Maybe I'll be in the countryside. Ok, bây giờ các bạn đã nhìn thấy được cái đáp án của mình hay chưa? Ngồi ha. Rồi, mình sẽ qua hoạt động tiếp theo nào. Yes. Activity number 5. Read and match. Okay. Yes. For question and for answers. Ở đây mình sẽ có 5 câu hỏi và 5 câu trả lời. Bây giờ các bạn hãy đọc 5 câu hỏi này. 4. 4 câu hỏi và 4 câu trả lời. Bây giờ mình sẽ đọc 4 câu hỏi ở đây nha. Cùng với 4 câu trả lời ở phía trên này. Và các bạn hãy nối cho cô làm sao cho nó phù hợp nhất. Ok? Hãy chú ý cho cô cả cái chủ ngữ này. Ví dụ như là my, you, from, Peter. Mình sẽ tương ứng với cái câu mở đầu của chủ ngữ câu trả lời là gì nha. Nào, một bạn đọc cho cô 4 câu hỏi nào.
Và xem Minh Đức nào, Minh Đức đọc cho cô bốn câu hỏi cho cô nào. Em đọc cô là Where will you be this weekend? Where will my be tomorrow? Where will we from be next week? Where will we Peter and Linda be next? Okay, be next week. Really? Đúng không ta? Có bạn nào nhìn vào sách cho cô xem có phải là next week không? Bởi vì cô thấy dưới này có còn có từ này nhưng mà nó cũng không có chạy xuống. Có sách ở đấy không? Mình nhìn cho cô xem. Cường ơi, mình đọc phát âm lại cho cô cái từ đấy nào. Next, mother. Why? Sao là next đấy nhỉ? Cái từ đấy nhỉ? Cô xem nào. Next month. Đúng rồi cô. Next month. Đấy, next month đúng rồi cô. Next month. Cô phát âm cái từ đấy cô cứ tại mình phát âm sai. Ok, rồi. Bây giờ một bạn đọc cho cô bốn câu trả lời nào. A, B, C, D. Quỳnh Anh nào, Quỳnh Anh đọc cho cô nào. Dạ. Rồi, đọc bốn câu trả lời cho cô nào. We all be in the mountain. They all be by the sea. We all be on the beach. I think I'll be at home. Yes, yes. Rồi, bây giờ các bạn nào thông qua bốn cái từ này, bốn câu hỏi và bốn câu trả lời thì các bạn nối cho cô nào. Cho cô đáp án chính xác nào. Ok. Hai phút nha. 2 minutes. Con là xong hết rồi. Rồi, mình chờ các bạn khác nha. Ok. Cô cho 2 phút cho các bạn khác nào. Mình hãy đọc và suy nghĩ cho hợp lý nha. Nam Khánh ơi, mình làm xong rồi mình có thể đánh đáp án vào trong chat cho cô nào. Cho cô đáp án vào trong chat nào. Mình chỉ cần là... Ôi, qua... con bị mất phần chat rồi cô. Thế à? Sao lại mất được nhỉ? Mình đang dùng điện thoại đúng không? Con dùng máy tính nhưng mà nó không hiện lên ý cô. Nó không hiện cái book chat lên cô. Có cái thanh chat ở trên cái chỗ có cái... Cái thanh canh cùng và cái mọi người phản ứng và cái giơ tay đấy. Nó mất à? Vâng ạ. Ở bên cạnh cái chỗ giơ tay con chỉ thấy chỗ xem mọi người. À, có thể là cái quyền truy cập nó bị mất thì phải. Con xem nào. Con cũng bị mất rồi cô. Ồ, thế à? Các bạn đều bị mất chắc đúng không? Cô xem. Vâng. Nó ở đâu nhỉ? Họ bật ở đâu nhỉ? Ok. Có thể các bạn không có cửa quyền organizer hay sao ấy. Nó bị khóa là của nguyên này. Ôi. Lát nữa xong. Trong buổi học này cô sẽ tìm và cô sẽ sửa nhé. Rồi nào, các bạn cho đáp án cho cô nào. Nam Khánh nào, cho cô đáp án số 1 nào. Nam Bùa không?
Cô ơi. Rồi rồi. Con không nghe cô nói gì. Không nghe hả? Năm bốn. Đáp án. Nghe chưa? Mình nghe chưa? Con đưa cô năm bốn. Đáp là đáp án D. D. Ok. Why? Tại sao? Con đưa cô là vì sao đây? Cái này mình đã quan trọng nha, mình biết đáp án đấy. Ở đây thì có thể là các bạn nào hầu như cũng các bạn nào cũng phù hợp hết đấy. Chỉ có cái chủ ngữ trong mỗi câu nó sẽ khác để cho mình nhận thấy là đáp án nào phù hợp nhất. Rồi ha, mình cô sẽ giải thích nha. Này, bây giờ mình thấy câu hỏi nha. Ở câu hỏi mình có thể thấy là Where will you be this weekend? You nha. Thì thường ấy, câu hỏi ở you thì mình sẽ phải trả lời là I hoặc là we nha. You ở đây có nghĩa là bạn. Bạn trong có thể là trong trường hợp số nhiều nữa cũng như là we. Mình có thể trả lời là I hoặc là we. Ok. Rồi, trong trường hợp này là you. Bạn là bạn ở đâu vào cuối tuần này? Thì mình phải trả lời là I think. Tôi nghĩ tôi ở nhà. Đấy. You. Mình sẽ dùng là I. Sau này mình lên ở bậc cao hơn thì mình sẽ học về cái phần ngữ pháp này ấy. Thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Rồi. Câu số 2 nào. Minh Đức nào. Em chọn đáp án D ạ. Nào. Speak in English. So, B. B. B? Really? D. 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 Yes. Ok. D. Rồi ha. Một đáp án này. Thế là hai câu hỏi có một đáp án à. Rồi, không sao. Tiếp theo, cô sẽ lấy ý kiến trước. Câu số 3 nào. Oh no, câu số 2 trước. Số 2 cô vẫn tiếp tục lấy đáp án này. Khánh Huyền. Khánh Huyền, cho cô cái đáp án câu số 2 nào. Em cho cô là câu số 2. Em ra là... Câu số 2 em ra là câu D. Đồng người đáp án của Minh Đức à? Vâng ạ. Ok. Rồi, có cần tìm một đáp án khác nữa nào? Quỳnh Anh. Dạ. Mình chọn đáp án nào? Con đưa cô là con chọn đáp án ai. Ok, ai. Rồi, có bạn nào có ý kiến khác nữa nào? Ý kiến khác ngoài bạn Minh Đức và bạn Quỳnh Anh. Bạn Minh Đức chọn D, Quỳnh Anh chọn A. Quỳnh Anh, đáp án nào? Con chọn C ạ. Ok, C. Rồi. Rồi nha. Bây giờ có hai, có bạn nào đáp án khác nữa không? Có nữa không? A. Quốc Cường là A. Ok. Có nữa không nào? Hết chưa? Hết đáp án chưa? Có chọn nữa không? Rồi nha. Bây giờ bầu chọn nha. Nào. Ai chọn A cho cô nào? Ngoài bạn Quốc Cường, ai chọn A? Ngoài những bạn chơi được khỏi ai chọn A? Minh Châu, Hải, bạn Hải này, Nam Khánh. Dạ. Có chọn A? Có chọn A không? Không chọn A. Em cô A sẽ là... No. Cô đang chờ câu hỏi số 2 thôi. Câu hỏi số 2. Đáp án có phải là A không? Dạ. Em cô là... Nào, yes or no? Yes or no?
Yes. Okay, yes. Rồi ha, bây giờ có Hải này và Quốc Cường là chung đáp án A này. B. B thì có Minh Đức này. Minh Đức này. D, D, sorry, D, đúng không? D thì có Minh Đức và bản Khánh Huyền này. Rồi, Quỳnh Anh. Quỳnh Anh, C. Quỳnh Anh là C đúng không? Con đúng C. Con đúng C. Rồi, Nam Khánh đúng C. Minh Châu. Hò báo díu. Em được cô là cô 1, em chọn... Number 2, number 2. Number 2, em chọn câu C ạ. C. Rồi, bây giờ mình có 3 đáp án luôn này. Câu 1, number 1. D is correct answer. Nha. Thế thì đáp án câu số 2 thì chắc chắn D là sai rồi đúng không? Bây giờ chỉ còn lại A. Cô, đáp án của em câu số 2 là C mà. Phần nào? Minh Châu đúng không? Đúng rồi, C. Cô ghi nhận Minh Châu là C mà. Cô đã ghi nhận Minh Châu là C mà. Đúng rồi. Câu số 2 này. Mình nhìn cho cô nha. Ở đây mình có Mai. Nhớ nha, Mai. Mai thì mình sẽ sử dụng câu trả lời là gì nhỉ? Thường ấy, từ khi mình đi học tới giờ thì mình học các unit trước cũng vậy này. Mai thì mình sử dụng gì? C. C, đúng rồi. Mai thì phải đi với C. Hãy trả lời là C. And C is correct answer. Nha. Mai này, C này. Cũng tương tự như vậy nào, câu số 3 nào. Thế nên là đáp án... A cũng sai nha. Câu số 3 nào. Ok, Quốc Cường nào. 3, A. Yes, A, đúng rồi. Có Phong này. And the Sun. Đố các bạn biết vì sao lại là dây nào. Mình sẽ lời dây nào. Nhìn sang câu hỏi cho cô nào. Tại sao lại là dây nào. Suy nghĩ nhìn cho kỹ nha. Dựa vào cái nãy giờ mình làm ấy. Rồi Việt Nam thì mình sẽ dùng là he này. Nữ thì mình là dùng she này. Vậy dây là gì? Ok. Cô sẽ gọi ngẫu nhiên nào. À, Quỳnh Anh. Con đưa cô dây là nhiều người ạ. Đúng rồi, right. Very good. Thế thì ở câu hỏi thì có bao nhiêu người đấy? Con thưa cô là có 2 người ạ. Đúng rồi, có Peter and Linda. Good, very good. Mình hãy nhớ nha. Well done. Yeah. Okay, well done. Very good. Yes. Okay, now. Move to activity number 6. Let's sing. Bây giờ đã đến giờ mình cùng nhau thư giãn và ôn luyện, thư giãn và luyện lại tất cả các cái cấu trúc mà mình học trong buổi học ngày hôm nay. Ok, now where will you be? Or the countryside. I think I'll be in the mountains. Where will you be tomorrow? At the seaside or the store? I think I'll be at the seaside. Where will you be next year? In Vietnam or England? I think I'll be. Okay, one more time.
mountains or the countryside. I think I'll be in the mountains. Where will you be tomorrow? At the seaside or the shore? I think I'll be at the seaside. Where will you be next year? In Vietnam or England? I think I'll be. Where will you be? Where will you be next weekend? In the mountains or the countryside? I think I'll be in the mountains. Where will you be tomorrow? At the seaside or at school? I think I'll be at the seaside. Ok, rồi có bạn nào hát được không? Hát được bài này không? Ok, nếu không hát được thì mình đọc nha. Rồi nào, Khánh Huyền nào, đọc cho cô nào. Câu mời Khánh Huyền nào. Where will you be? Where will you be next? Weekend. Weekend. In your... Mountains. Mountain or your... Countryside. Countryside, I think, or be in your mountain. Where will you... You be tomorrow at your seaside. Seaside. No, seaside. Seaside. At school. I think I'll be at your seaside. Where will you be next? Yeah. In Vietnam or England, I think or in be in England. England, cái này là England. England. England là nước Anh. Còn English, English là tiếng Anh. England nha. Nó khác nhau đấy. Rồi, Khánh Huyền ơi, mình sửa cho cô cái ngọc âm N nào. Việt Nam. Việt Nam. Nở Nam. Việt Nam. Nào, chậm lại nào. Cái từ Nam chậm lại nào. Nam. 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 Ok, gần được rồi. Cố gắng luyện. Mình cố gắng thêm một chút nào. Nam. Nam. Ok, rồi. Để cô tắt cái stop này nha. Tắt mình xem lại nào. Rồi. Nam. Nam. Việt Nam. Việt Nam. No. Chậm lại thôi. Việt, Việt là Nam. Việt no, no. Nam. Việt Nam. N. Việt Nam. No. Nam. Nam. N. 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 Không phải L. 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 L là khác nha. N. L. Đấy là mình phát âm L rồi nha. Nào, N. N. Đúng rồi, chính xác, đấy đấy. Nào, N. One more time. N. N. Một lần nữa. N. Yes, good. Nào, bây giờ nào, Nam. Nam. Ok, Việt Nam. Việt Nam. Ok, rồi, nhớ nha, nhớ phải sửa như thế nha. Không được đọc sai được đâu, ngứa đâu đấy. Ok, Thánh Huyền. Mình cứ đọc từ từ thôi, chậm thôi nha, không cần phải nhanh. Không ai bắt nhanh hết đấy. Chậm mà chuẩn nha. Rồi, tiếp theo, bạn tiếp theo nào. Minh Châu. Vâng. Cô xem màn hình đi cô. Rồi, chờ cô một chút, cô sẽ xem màn hình.
Rồi, thấy chưa? Where will you be? Where will you be next weekend? In the mountains or the countryside? I think I'll be in the mountains. Where will you be tomorrow? At the seaside or at school? I think I'll be at the seaside. Where will you be next year? In Vietnam or England? I think I'll be in England. Ok, cơ bản là tốt rồi đấy. Mình chỉ có bị sai cái từ out. Đấy đây này. Cái này nhá, cái này mình sẽ đọc là out. I'll be, out. Out ấy, out. I'll be. Yes. Ok, good. Thank you. Nam Khánh nào. Where will you be? Where will you be next weekend? In the mountains or the countryside? I think I'll be in the mountains. Where will you be tomorrow? At the seaside or at school? I think I'll be at the seaside. Where will you be next year? In Vietnam or England? I think I'll be in England. Yes, very good. Thank you. Tiếp theo, Quốc Cường. Where will you be? Where will you be next weekend? Either mountains or the countryside? I trace. I'll be in the mountain. We wish where? You be where we you be tomorrow at the seaside or at school. In I think I'll be at the seaside. We wish where will you be next year in Vietnam or England. I think I'll be in England. I think I'll be out. Okay. Thank you. Tiếp theo, Minh Đức nào. Minh Đức à, where will you be? Where will you be next weekend? In the mountains or the countryside? I think I'd be in the mountains. Where will you be tomorrow? Up the at the seaside or at school. I think I'd be at the seaside. Where will you be next year? In Vietnam or England? I think I'd be in England. Yes. Okay, thank you. Tiếp theo nào, cô bài bạn Hải nào. Hải ơi. Ok, đọc bài cho cô. Mình để cái mic nó xích lại gần một chút nào. Để như thế này. Cho nó sát cái ấy đi. Cái mic ấy, cái micro. Để mình đọc cho nó lớn lên. Rồi. Mình đọc bài cho cô nào. I'm thinking about in the most. Nào, mình đọc đi. Where will you be? Where will you be next weekend?
in the mall or mountain. Cotton day. I take and me in the mall. When will you be tomorrow? As the sea are at school. I should be at the season. When will you die next year in Vietnam or England? I think in be in England. Ok. Hải ơi, về nhà mình luyện tập đọc thêm nhiều nha. Vâng ạ. Ok, đọc vẫn còn sai nhiều lắm. Rồi, Quỳnh Anh nào. Con nên cô cho con đọc bài Where will you be? Where will you be? Is working in the margin of the... In the mountain or the countryside? Cooking that. I think I'll be in the mountain. Where will you be tomorrow? At the seaside. Seaside. Oh, at school. I think I'll be at next year. Next year. Okay. I think I'll be at the seaside. Rồi, tiếp nào. Where will you be? Next year in Vietnam or England? I think I'll be in England. Okay, good. Rồi. Các bạn về nhà nhớ luyện tập cái những cái cấu trúc ngày hôm nay mình đã học này. Rồi luyện cho cô cái bài đọc này nha, cái bài lesson này nha. Mình cố gắng đọc, đi đọc và thật nhiều lần để có thể đọc trôi chảy và chính xác nha. Ok. Rồi, I think that's enough for lesson today. Goodbye everyone and see you later. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye everyone.